tài năng của mình không bao giờ hiển lộ được cả. Nhưng nếu mà mình có nội động lực, làm cho chính mình không vì gì cả, cứ làm đi. Mới vào công ty đã hỏi lương của tôi bao nhiêu, trả tôi bao nhiêu tiền, tôi được gì, có hỗ trợ tôi tiền xăng xe không, có hỗ trợ tôi tiền ăn không, có hỗ trợ tôi cái này không, có hỗ trợ tôi cái kia không. Nếu mà như vậy ấy, thì tài năng sẽ bị chết đi, càng ngày càng mất đi cái tài năng của mình. Mỗi một con người chúng ta có ngoại động lực và nội động lực. Ngoại động lực, bao giờ con được 10 mẹ cho 10.000, à làm được cái này đi thì mẹ sẽ mua cái xe đạp điện cho con này, đỗ cấp 3 đi mẹ sẽ mua điện thoại cho con này, đỗ đại học đi mẹ mua xe máy này, ví dụ như vậy. Đó là ngoại động lực các anh chị. Và khi mà một con người làm việc vì ngoại động lực thì cái thành tựu của cái con người đấy được tí ti như này, và sau này có thể sẽ dẫn đến tính cách trở thành một con người đòi hỏi tôi được lợi gì, tôi được lợi gì từ cái việc này, trả tôi bao nhiêu tiền, lương tôi được bao nhiêu, trả tôi bao nhiêu tiền, tôi được cái gì từ phi vụ này, lợi ích của tôi là gì. Và nếu mà mình chỉ nhìn thấy cái lợi ích như vậy, ngắn như vậy, và mình sống cách đòi hỏi như vậy, thì thành tựu nó chỉ tí tẹo tèo teo thôi các anh chị. Nhưng mà rất nhiều người cha người mẹ thì lại dạy con bằng cái ngoại động lực này. Ngoại động lực mà không biết rằng thứ mà chúng ta phải cho con mình đó là nội động lực. Làm không vì gì cả, làm vì chính con. Nội động lực. Và nếu mà chúng ta là con người ngoại động lực thì tài năng của mình dần dần chết đi. Tài năng của mình không bao giờ hiển lộ được cả. Nhưng nếu mà mình có nội động lực, làm cho chính mình không vì gì cả, cứ làm, cứ làm đi. Mới vào công ty đã hỏi lương của tôi bao nhiêu, trả tôi bao nhiêu tiền, tôi được gì, có hỗ trợ tôi tiền xăng xe không, có hỗ trợ tôi tiền ăn không, có hỗ trợ tôi cái này không, có hỗ trợ tôi cái kia không. Nếu mà như vậy ấy, thì tài năng sẽ bị chết đi, càng ngày càng mất đi cái tài năng của mình. Mới vào công ty, kể cả vào công ty bao nhiêu ngày đi chăng nữa, bao nhiêu năm đi chăng nữa, cứ làm đi, làm đi, làm đi, làm đi. Tất cả những người làm sếp, người ta đều có một cái góc nhìn, người ta đều có một cái cách nhìn con người khá là chuẩn. Và nếu sếp này không nhìn thấy thì sẽ có sếp khác nhìn thấy. Người này không nhìn thấy thì sẽ có người khác nhìn thấy. Nhưng mà chẳng quan trọng họ có nhìn thấy hay không đâu. Vì cái được nhất là năng lực của bạn, cái được nhất là bạn. Nên là phải dạy cho con về nội động lực chứ không phải là ngoại động lực. Con làm vì con, vì sự cống hiến thì cái này mới mang lại cái tài năng của con, và cái này mới hiển lộ được tài năng trong mỗi con người. Thế thì bây giờ mình cứ dục là học đi mẹ cho cái này, học đi mẹ cho cái kia, thì bạn sẽ phải dục cả đời luôn, cả làm đi nữa các anh chị. Nhưng nếu như mà mình gieo cho con một tầm nhìn, mình gieo cho con một giấc mơ, gieo cho con một cái nội động lực thì không cần phải làm điều đấy. Và có một nghiên cứu về tầm nhìn trẻ em. Tầm nhìn trẻ em, các anh chị. Ở trường PS121 ở New York. Và cái trường đấy bình thường tỷ lệ như này này, 100% học sinh tốt nghiệp lớp 6 thì lên được trung học phổ thông là 25%. Đây là lớp 6 nhé. Và vào được đại học là 0%. Vào được đại học là 0%. Chẳng có bạn nào vào được đại học cả. 25 bạn đỗ trung học phổ thông. Nhưng mà khi ngài Lang là người mà tốt nghiệp từ cái trường đấy, và ngài trở về cái trường đấy và thuyết trình một cái bài I have a dream, tôi có một giấc mơ, và bắt đầu gieo cái nội động lực vào trong mỗi đứa trẻ, gieo cái giấc mơ vào trong mỗi đứa trẻ, gieo cái tầm nhìn tích cực về tương lai vào trong mỗi đứa trẻ, thì các anh chị biết điều gì xảy ra không ạ? Cái điều xảy ra đó là tổng của cả
học sinh tốt nghiệp lớp 6, năm đấy là có 52 bạn. 52 bạn tốt nghiệp lớp 6. Bao nhiêu bạn vào được trung học phổ thông? 52 học sinh. 48 học sinh vào được trung học phổ thông. Và 40 bạn đỗ đại học. 40 học sinh đỗ đại học. Vậy thì tỷ lệ là khoảng 77%. 77%. Từ 0% mà lên được 77%. Bởi vì các con bắt đầu có giấc mơ, các anh chị. Bắt đầu có tầm nhìn. Không cần phải dục các con học, không cần phải bảo các con là làm bài này đi, mà các con sẽ tự biết cách tìm tòi, khám phá những cái gì cần thiết để mà các con đạt được cái tầm nhìn đấy, đạt được cái mục tiêu đấy. Nên nếu mình thế thôi, không có tầm nhìn, thì tự đặt mình vào thế nguy cơ. Và nếu như mình có tầm nhìn thì mình sẽ có một cuộc đời xuất sắc. Gia đình của mình cũng thế. Nếu một gia đình không có tầm nhìn thì gia đình cũng sẽ tự đặt gia đình mình vào thế nguy cơ. Không biết sang năm như nào, không biết 2 năm nữa như nào, không biết 5 năm nữa như nào. Nhưng nếu gia đình có tầm nhìn thì sẽ trở thành gia đình hùng mạnh. Một đứa trẻ không có tầm nhìn thì nó không biết bước đi đâu cả, và nó bị lệch lạc, và lúc nào cũng thấy thiếu thốn, lúc nào cũng thấy sợ hãi. Và rồi khi mình thấy sợ hãi thì mình làm những cái điều ngớ ngẩn và sống một cuộc đời đòi hỏi. Nên phải gieo cho con nội động lực, một tầm nhìn tích cực vào tương lai, các anh chị. Và khi có tầm nhìn thì mọi rào cản biến mất. Còn nếu không có tầm nhìn thì những điều nhỏ nhặt nhất cũng trở thành rào cản của bạn. Đau đầu hơi hơi cũng là rào cản, hơi hơi đau răng cũng là rào cản, hơi khó một tí thôi là không làm được đâu. Khó lắm không làm được. Nhưng nếu có một tầm nhìn thì bạn hoàn toàn có thể làm được điều đó, các anh chị. Hoàn toàn làm được điều đó luôn. Hoàn toàn luôn. Nên là trong hành trình kiến tạo cuộc đời mới, chúng ta sẽ có được cái điều đó. Nội động lực thì mình không cần phải dục con mình học nữa, không cần phải dục tắm nữa, không cần phải dục làm cái này đi, làm cái kia đi nữa. Không cần. Nhân viên của mình cũng thế. Nếu bạn biết cách gieo cho nhân viên của mình một tầm nhìn, gieo cho những người xung quanh mình một tầm nhìn tích cực về tương lai, thì bạn cũng không phải care nhân viên có làm việc hay không đâu. Họ tự làm việc, tự làm việc mà họ cực kỳ giỏi luôn. Khi họ có cái nội động lực này này thì cái sức mạnh, sự sáng tạo, sức mạnh nội tại bên trong họ tự được bật ra, tự bứt phá luôn. Và họ không hiểu là ui sao mình giỏi như thế này nhỉ, sao mình lại xuất sắc như thế này nhỉ, các anh chị ạ. Nếu bạn thấy video thật sự có giá trị, hãy bấm vào nút đăng ký màu đỏ và bấm vào nút hình quả chuông chọn tất cả để giúp cô Lanh đạt được nút vàng YouTube nhé.